Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Thầy Duy quay trở lại và hướng dẫn các bạn một cái video là thực hiện 6 thao tác cơ bản đối với chuột. Đây là con chuột rời và chúng ta thực hiện đồng thời trên con chuột trên laptop luôn. Thì giới thiệu sơ thì con chuột trên laptop thì nó cái này nó gọi là cái vùng này gọi là touchpad. Các bạn có thể nhìn thấy con chuột trên màn hình ha. Đây là chuột trái, đây là chuột phải của con chuột laptop nè. Còn trên con chuột rời của mình là chuột trái này các bạn, nút chuột phải này các bạn ha, chuột trái chuột phải. Còn đây là cái thanh cuộn á, thanh cuộn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn 5 thao tác cơ bản để cho các bạn lần đầu tiên làm quen với máy tính ha, mới sử dụng máy tính để các bạn biết. Thì cái thao tác thứ nhất nó gọi là thao tác click chuột. Click chuột thì khi nói click chuột hay là nháy chuột thì cái thao tác nó là nháy con chuột trái này các bạn một lần. Các bạn bấm vô, các bạn buông ra như thế này, nó gọi là click chuột. Bấm vô, buông ra, gọi là click chuột. Ok, bấm vô một lần, buông ra, click chuột hay là nháy chuột. Rồi, đó là con chuột rời. Còn con chuột laptop của mình thì nó cũng có con chuột trái nằm đây này các bạn. Nút chuột trái này các bạn bấm vô, buông ra, bấm vô, buông ra. Nó gọi là nháy chuột. Rồi, cái thao tác thứ hai, nó gọi là nháy chuột nhưng mà gọi là nháy chuột phải. Nháy chuột phải thì tương tự như nháy chuột trái thôi, nhưng mà lúc đó bạn bấm bên bên tay tay phải của chuột, đây chuột rời nè, bạn bấm bên bên phía bên phải ha. Thì thường mình sẽ để cái ngón tay như thế này các bạn, mình sử dụng chuột để hai ngón tay như thế này. Thì bên đây mình sẽ nhấn chuột trái là bấm nhấn chuột phải là mình nhấn xuống buông ra, nhấn xuống buông ra. Nó gọi là nháy chuột phải. Vậy đây các bạn thấy là khi mà nháy chuột trái thì nó gọi là nháy chuột, nhưng mà nháy chuột phải thì gọi là nháy phải chuột. Buông ra, buông ra. Hoặc là click chuột phải là như nhau. Thì tương tự trên laptop thì mình click chuột phải là mình nhấn đây nè, đây nút này nút phải, bấm vô buông ra, bấm vô buông ra. Đó là thao tác nháy chuột. Vậy thì thao tác nháy chuột thì có nháy chuột trái và nháy chuột phải, hay là click chuột trái và click chuột phải. Rồi thì trên laptop á, các bạn có thể sử dụng nháy chuột trái bằng một cách thứ hai, đó là ở đây có touchpad nè. Khi touchpad các bạn di chuyển con chuột, di chuyển con chuột touchpad nè, thì các bạn di chuyển đến cái đối tượng các bạn muốn click chuột thì các bạn chạm nhẹ cái giở ngón tay này lên, bạn chạm nhẹ vô một cái, giở ngón tay chạm nhẹ vô một cái, thì cái này nó sẽ tương đương với là tương đương với thao tác là nháy chuột hay là click chuột trái. Đó, giở chạm vô một cái. Đó. Còn các bạn muốn click chuột phải á, thì một số dòng laptop nó hỗ trợ cho các bạn á, để các bạn nhấn chuột phải trên laptop thì các bạn dùng hai ngón tay các bạn chạm đồng thời với cái touchpad này, buông ra, đây gọi là click chuột phải, nháy phải chuột. Đó, đơn giản như vậy thôi. Rồi, thao tác thứ ba nó gọi là di chuyển chuột. Di chuyển chuột thì rất đơn giản. Thì các bạn, con chuột rời đó với con chuột rời á, thì các bạn cứ đặt nó ở vị trí trên tờ giấy hay là trên mặt bàn, nói chung là cái chỗ nào cũng được. Con chuột này là con chuột laser ha, laser. Nó có cái cảm biến quang ở dưới này nè. Đó. Thì bây giờ hầu như là người ta xài chuột không dây và chuột quang thôi, chứ không có xài chuột bi nữa. Chuột bi là cổ lắm rồi. Thì bây giờ con chuột bạn đặt lên vị trí thích hợp ha, thì các bạn di chuyển, khi bạn di chuyển con chuột thì bạn nhìn thấy con chỏ chuột ở trên màn hình laptop nó di chuyển theo không? Đó, con chỏ chuột nó di chuyển theo. Đó, thì đây thao tác là cầm chuột thì di chuyển, gọi là di chuyển chuột thôi, đơn giản như vậy. Còn trên cái laptop á, thì các bạn để di chuyển con chuột đơn giản lắm, các bạn chạm cái ngón tay vào cái vùng touchpad này nè, bạn di chuyển ngón tay mình theo hướng nào thì con chỏ chuột nó sẽ di chuyển theo hướng đó. Các bạn có thể nhìn thấy con chỏ chuột trên màn hình di chuyển không? Ok, đó. Đơn giản ha. Ok, di chuyển, di chuyển, di chuyển. Đó, đây di chuyển, di chuyển, di chuyển, đơn giản. Thì các bạn xài laptop các bạn nên làm quen với cái thao tác sử dụng chuột trên laptop. Còn mình xài máy bàn á, máy desktop thì mình hãy làm quen với con chuột rời. Đó, đó là thao tác thứ ba. Rồi, thao tác thứ tư. Thao tác thứ tư nó gọi là nháy đúp chuột hay là click chuột trái hai lần liên tục. Thì đối với con chuột rời thì cái thao tác nháy đúp chuột đơn giản lắm, các bạn dùng cái ngón tay nè, bạn đó, đó nó gọi là nháy đúp chuột. Ok, còn đối với trên laptop thì các bạn chạm vô đây, chạm hai lần, đó, đó, đó gọi là nháy đúp chuột. Đó, đơn giản vậy. Rồi, ngoài ra trên cái touchpad này các bạn có thể thực hiện nháy đúp chuột bằng cách là các bạn chạm liên tục hai lần vô cái touchpad này ha. Đó, chạm như thế này, đó, nó cũng gọi là nháy đúp chuột luôn, chạm chạm. Đó, rồi đó là thao tác thứ tư, đúng không? Và các bạn nhớ là không có thao tác nháy đúp phải chuột nha, không có thao tác đó, chỉ có nháy phải chuột thôi chứ không có nháy đúp phải chuột. Đó, rồi thao tác tiếp theo, thao tác tiếp theo nó gọi là thao tác kéo thả chuột.
kéo thả chuột, tức là các bạn sẽ nhấn giữ đối với chuột rời nè, các bạn kéo thả chuột tức là các bạn nhấn giữ cái chuột trái này nè, nhấn giữ nó, sau đó kết hợp với cái thao tác di chuyển chuột, nhấn giữ kết hợp với di chuyển chuột đó. Thì thông thường á, là các bạn thường là nắm giữ một cái đối tượng đó, ví dụ đây mình nói mình mở đây chọn desktop đi, mình nắm giữ một cái đối tượng nào đó trên màn hình desktop, rồi mình sẽ giữ chuột trái luôn, nắm giữ nó giữ chuột trái, rồi các bạn di chuyển con chuột thì cái đối tượng nó sẽ di chuyển theo này, các bạn thấy không, di chuyển theo nó, ok đó, đơn giản như vậy thôi, ok đó, nó gọi là thao tác kéo thả chuột, tức là mình kéo một cái đối tượng đến một cái nơi nào đó mình thả nó ra. Đây đầu tiên click giữ nó nè, kéo đến vị trí cần nè, thả buông nó ra, nó gọi là kéo thả chuột. Trong tiếng Anh nó gọi là run chuột, run chuột, tiếng Việt mình dịch chạy ra là rê chuột, nó kéo thả chuột. Rồi trên cái laptop này thì cái thao tác kéo thả chuột nó thực hiện hơi phức tạp một tí, là các bạn sẽ đầu tiên các bạn rê vào đối tượng cần kéo thả nè, các bạn nhấn giữ dùng hai tay nha, một ngón tay là nhấn giữ chuột trái đó, nhấn giữ luôn nha, rồi ngón tay còn lại các bạn sẽ di chuyển cái touchpad này, nó di chuyển đến vị trí cần. Rồi khi đến vị trí cần rồi các bạn buông cái ngón tay này ra, buông ngón tay bên tay trái này ra, buông ra, là bằng thả cái đối tượng đó ra. Làm lại nha, đầu tiên mình rê vào đối tượng nè, click giữ nó nè, kéo đến nơi cần nè, buông ra, nó gọi là kéo thả chuột, đó là thao tác thứ năm. Và thao tác cuối cùng nó gọi là thao tác xoay nút cuộn. Đây trên con chuột rời các bạn thấy cái nút cuộn nè, nút cuộn nó, thì khi mình xoay nút cuộn các bạn thấy trên trang web ở trên màn hình nó di chuyển theo nè, cuộn xuống nè, cuộn xuống nó di chuyển xuống nè, cuộn lên nó di chuyển lên nè, nó xoay nút cuộn, gọi là xoay nút cuộn, nó đơn giản như vậy. Xoay nút cuộn thì để mà kéo lên kéo xuống màn hình đó. Đó. Còn trên laptop thì các bạn xoay nút cuộn thì các bạn làm sao? Để xoay nút cuộn thì trên laptop nó thường nó sẽ dùng hai ngón tay, các bạn chạm vô cái touchpad này, các bạn di chuyển, nó thấy chưa, các bạn chạm một lượt hai ngón nha, nếu bạn chạm một ngón là nó chỉ di chuyển chuột thôi nha, còn bạn chạm hai ngón thì nó sẽ cuộn nè, nó cuộn xuống nè, cuộn lên nè, một số laptop thì kéo xuống thì nó sẽ đi xuống, đẩy lên thì nó đi lên, nhưng mà một số thì mình sẽ điều chỉnh ngược lại được ha. Đây nè, nó cuộn, cái này rất là tiện luôn. Thì lưu ý sẵn nói các bạn luôn là cái dòng mà MacBook á, MacBook mấy cái máy của hãng Apple á, thì nó hỗ trợ gọi là đa chạm, là 2 chạm, 3 chạm, 4 chạm, 5 chạm luôn. Nó hỗ trợ là tức là mình dùng 2 ngón tay rồi 3 ngón tay, 4 ngón tay chạm 5 ngón tay luôn, cho nên cái con chuột của touchpad nó rất là rộng. Đó. Còn cái dòng những cái laptop cũ thì nó hỗ trợ khoảng 2 chạm thôi, 2 ngón tay thôi. Đó. Thì một số dòng máy các bạn thấy là bên cái chỗ mà touchpad nè, cái chỗ con chuột này nè, nó có cái lằn ranh, cái đường kẻ dọc ha, thì các bạn có thể dùng một ngón ở phía bên phải này nè, các bạn chạm sát vào cái đường biên ở bên phải của con chuột nè, nó bạn di chuyển chuột cũng được luôn ha, một số laptop nó hỗ trợ cái đó. Nó đây mình làm thử cho bạn coi nè, một ngón nè ha, chạm vào vị trí này mới được nha các bạn, còn chạm bên đây là không được nha, nó chỉ nằm ở bên góc bên này thôi đó, một số máy nó hỗ trợ như vậy. Mình thấy dùng hai ngón thì nó dễ hơn. Vậy thì mình vừa làm một cái video là giới thiệu cho các bạn là 6 thao tác cơ bản khi các bạn sử dụng chuột, để cho những bạn nào mà các bạn mới làm quen trong cái việc sử dụng chuột máy tính á, hay là các bạn sử dụng laptop á, thì các bạn biết cách. Và đây cũng là một cái bài giảng mà nó nằm trong cái phần cái chương trình tin học của lớp 6 mà các bạn học đó, chương trình tin học lớp 6 sách giáo khoa đó, nó có cái bài là các thao tác đối với chuột. Thì sẵn đây nó thêm luôn, các bạn muốn luyện tập chuột á thì các bạn có thể dùng một cái phần mềm nó gọi là Mouse Skill. Đây Mouse Skill nó có 5 cấp độ, đây mình có cài không biết đây. Mouse Skill là cái phần mềm có hình cái biểu tượng của cái con chuột nè, ở trên đây mình không có cài đặt rồi, không có cài đặt trong này rồi đó. Nó có cái phần mềm Mouse Skill để các bạn luyện tập chuột, nó có 5 cấp độ tương đương với 5 thao tác khác nhau đó, các bạn có thể sử dụng nha, rất là đơn giản. Mình tóm tắt lại cái video hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn là 6 thao tác cơ bản đối với chuột, đó là thao tác đầu tiên là thao tác nháy chuột ha, nháy chuột trái một lần. Rồi thao tác thứ hai là thao tác nháy chuột phải, thao tác thứ ba là thao tác di chuyển chuột thì di chuyển con chuột thôi, di chuyển chuột, ok. Thao tác thứ tư là thao tác nháy đúp chuột, nháy chuột trái hai lần.
Thao tác thứ năm là thao tác kéo thả chuột, tức là nhét chuột trái, di chuyển chuột rồi buông chuột trái ra. À, di chuyển đến đối tượng, nhấp chuột trái, di chuyển chuột, buông đối tượng ra, buông chuột trái ra. À, và thao tác cuối cùng là thao tác cuộn thanh cuộn, rất đơn giản ha. Cuộn thanh cuộn đây nè. Một số chuột nó có thanh cuộn chỗ này thì mình cuộn được nha, còn không có thôi là không cuộn được đâu các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và các bạn đừng quên là nhấn like hoặc là like share để chia sẻ cái video này cho nhiều bạn bè khác cùng xem video. Thì hy vọng là các bạn hãy đăng ký kênh YouTube Duy Võ để tiếp tục đón xem nhiều video mới rất là thường xuyên các bạn ha. Và khi các bạn đăng ký kênh Duy Võ đó, đây, vô các bạn vô YouTube nè, các bạn gõ YouTube nè, đơn giản lắm, Duy Võ không giấu nha các bạn, các bạn vô YouTube nè, rồi các bạn gõ chữ Duy Võ ha, Duy Võ ở đây, Duy Võ không giấu, enter, thì các bạn thấy đây cái hình của mình nè, nó các bạn click vô đây, nó kênh Duy Võ, nó khi click vào kênh xong thì các bạn click đăng ký ha, ok kênh Duy Võ đây, rồi mình ra video rất là thường xuyên với nhiều chủ đề khác nhau, rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you, see you next time.